cụ thể để kịp thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng pháp luật trong trường hợp có người diệt là nạn nhân trong vụ diệt. Sở Ngoại vụ Nghệ An đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành, thị lãnh đạo gia đình các công dân có liên quan đến vụ việc thực hiện các nội dung như gửi đơn đề nghị giúp đỡ theo mẫu kèm theo, cung cấp các giấy tờ liên quan đến công dân cần cung cấp như bản chụp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, ảnh. phòng lãnh sự người Việt Nam ở nước ngoài, 2 tỷ 383 triệu 560 nghìn 726. Ông Cơ Hải Dương Giám đốc Sở Ngoại vụ, 963 triệu 632 609. Ông Trần Khánh thuộc phối giám đốc sở ngoại vụ 912 triệu 292 617. Theo một lãnh đạo sở ngoại vụ Nghệ An, hiện tại có 6 trường hợp ở huyện Yên Thành, 6 trường hợp ở huyện Diễn Châu, một trường hợp ở huyện Hương Nguyên, một trường hợp ở thành phố Vinh bị mất liên lạc khi đi ăn. Bên cạnh đó, ngay sau khi thu được thông tin tỉnh Nghệ An đã kịp thời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh nắm nắm tình hình về công dân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến vụ việc. Mọi thông tin các tổ chức, gia đình, cá nhân có được cần liên hệ ngay với Sở Ngoại vụ Nghệ An. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã kịp thời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ ràng vụ việc và nắm nắm tình hình về công dân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến vụ việc nêu trên. Tỉnh Nghệ An chuẩn bị thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân người Nghệ An. Trước đó, rạng sáng 23 tháng 10, cơ quan cứu yêu đương hạt Essex, đông bắc thủ đô London của Anh, thu được cuộc gọi trình báo về một phát hiện gây rợn bên trong thùng container trên chiếc xe đang đổ ở khu công nghiệp Quetelade, thành phố Rai. Khi các nhân viên y tế mở cửa thùng xe, họ phát hiện thi thể 38 người lớn và một thiếu niên, được cho là người nhập cư. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe container tại khu công nghiệp Quetela đơ thuộc hạt Essex hôm 23 tháng 10. Đại sứ quán chuẩn bị các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. hiện tại các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh nghệ an vẫn đang khẩn trương xác minh làm rõ ràng thông tin